Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình Nga-Ukraine. Thưa quý vị, theo báo cáo chiến sự mới nhất, hoạt động của lực lượng Nga trên mặt trận Veremika đã tăng gấp 3 lần trong vòng 24 giờ với 10 cuộc tấn công được ghi nhận. Theo Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, so với ngày 14 tháng 6, hoạt động của lực lượng Nga trên mặt trận Vremivka đã tăng gấp 3 lần, quân đội Nga đã tấn công tiền tuyến 10 lần ở gần Vuryane, Urozhene và Staromayoske. Tình hình rất căng thẳng và hiện các biện pháp đang được thực hiện để giúp tình hình ổn định hơn. Tổng cộng đã có 91 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine được ghi nhận trên tiền tuyến trong ngày 15 tháng 6. Khu vực Bokro vẫn nóng nhất. Trên mặt trận Kharkov, lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn thành công 6 nỗ lực của Nga nhằm cải thiện vị trí của họ gần Vopchansk và Tivke. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh một kíp xe tăng T-72B3M thuộc nhóm tác chiến Nhép đã bắn hạ gục một nhóm bộ binh và xe thiết giáp của Ukraine trên bờ phải của sông Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kíp xe tăng này nhận được tọa độ về mục tiêu từ các trắc thủ UAV trinh sát. Sau đó, xe tăng di chuyển vào một hòa điểm được ngụy trang kỹ rồi khai hỏa vào tọa độ trên. Một UAV của Nga đã ghi lại cảnh đạn pháo xe tăng rơi trúng mục tiêu. Trong clip có thể thấy xe tăng có nhiều giáp lồng gắn trên thân xe để ứng phó với UAV đối phương, để chui vào tháp pháo, lính xe tăng Nga phải mở thêm một cửa trên lồng giáp. T72B3 là phiên bản hiện đại của xe tăng chiến đấu chủ lực T72, nó được trang bị pháo nòng trơn 125mm, một bộ giáp tăng cường và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến bao gồm một bộ ngắm hình ảnh nhiệt và một thiết bị đo khoảng cách bằng laser. Phiên bản T72B3M có tính động cơ cao hơn nhờ động cơ được cải thiện và có hệ thống treo hiện đại. Chính quyền Thụy Sĩ, nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Trâu Quay Na ngày 16 tháng 6 thông báo nhiều quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Nam Phi, Thái Lan, Indonesia, Mexico và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không chấp thuận ký vào tuyên bố chung cuối cùng sau hội nghị. Thụy sĩ cho biết hơn 90 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán tại hội nghị và đại đa số trong số đó đã chấp thuận thông qua tuyên bố chung. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia không đồng thuận. Ngoại trưởng Ả Rập Xê út Faisal bin Fahad Al Saudi phát biểu về vấn đề này cho biết việc giải quyết tình hình ở Ukraine cần phải có sự hiện diện của Nga, do đó mọi tuyên bố tại hội nghị không có Nga là vô nghĩa. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ trình bày với Nga đề xuất chấm dứt xung đột sau khi được cộng đồng quốc tế nhất trí. Cam kết trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình chỗ Ukraine, không có Nga. Đồng thời, ông Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị này sẽ đặt nền móng cho một giải pháp công bằng và lâu dài với Nga. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kênh Telegram chat mới đây đưa tin các nhân viên của trung tâm tạm giam số 1 ở thành phố miền Nam Rostov bị bắt làm con tin đã được giải cứu. Lực lượng chức năng đã tiêu diệt toàn bộ sau đối tượng bắt cóc. Văn phòng báo chí của cơ quan cải tạo Liên bang Nga cũng thông báo trong chiến dịch đặc biệt nhằm giải thoát con tin tại trung tâm giam giữ trên, các tội phạm đã bị tiêu diệt, các nhân viên bị bắt làm con tin được giải cứu và không bị thương tích. Vụ bắt giữ con tin tại trung tâm tạm giam số 1 ở Rostov diễn ra vào ngày 16 tháng 6. Các bị cáo bị giam ở các phòng giam khác nhau đã tấn công các nhân viên tại trại tạm giam trước khi xét xử. Một sĩ quan đặc nhiệm và một quản ngục bị bắt làm con tin. Những kẻ bắt giữ con tin yêu cầu được cung cấp phương tiện đi lại. Theo kênh Telegram 112, ba người trong nhóm bắt giữ con tin lên kế hoạch tấn công khủng bố vào tòa nhà tòa án tối cao Karachay Chekesia năm 2023 và bị kết án vì tham gia tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa đến thăm tàu khu trục Đô đốc Groskov và tàu ngầm Kazan của Nga đang neo đậu tại cảng Havana. Ông Díaz-Canel viết trên tài khoản X, Hôm nay chúng tôi đã tham quan bên trong tàu khu trục Đô đốc Groskov và bong tàu ngầm Kazan. Các tàu của Hải quân Nga đang thăm chính thức cảng Havana. Đó là buổi chiều ấn tượng và dễ chịu, ngay cả khi trời mưa dai dẳng chào mừng những người bạn đến từ Nga. Hôm 15 tháng 6, tàu khu trục Goscope mở cửa cho phép người dân địa phương đến thăm như một phần trong chương trình hoạt động của đội hải quân Nga ở Havana. Bộ Ngoại giao Cuba trước đó xác nhận một đội hải quân của Liên bang Nga gồm 4 tàu, khinh hạm Goskop, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, tàu chở dầu Pazin và tàu kéo cứu hộ Nikolai Chiker sẽ có chuyến thăm chính thức tới Cuba từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trước khi vào cảng Havana, hạm đội đã hoàn thành bài tập sử dụng vũ khí tên lửa có độ chính xác cao. Quý vị vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh youtube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!